Của cái lâu đài sáng chói nhờ công đức tôn giả Kosija đã làm thời xưa. Các công đức do tôn giả Kosija đã làm thời xưa và loài người khi thấy các điều gì khả ái liền nói: thật sự cái này chói sáng như tia thiên cõi trời 33. Cái này chói sáng nhờ các công đức của tôn giả Kosija đã làm thời xưa. Thì sở dĩ mà chư thiên ở cái cõi trời 33 đó, là cõi trời đao lợi, được gọi là tam thập tam thiên, hay còn gọi là cõi trời 33. Không phải là cái cõi trời tầng thứ 33, mà đây là cái cõi trời thứ hai thôi. Nhưng mà được gọi là tam thập tam thiên hay là chư thiên cõi trời 33 là bởi vì trong cái thời quá khứ xa xưa, ở trong một cái ngôi làng nọ, có một cái người thanh niên khởi lên một cái thiện tâm, đó là ta sẽ làm những cái điều lợi lạc lợi ích cho mọi người. Vì ấy liền cầm cuốc cầm xẻng đi ra ngoài đường, thấy có những cái ổ gà thì vị ấy nấp lại, thấy có những con đường hư hỏng vị ấy đắp lại, vị ấy sửa sang những cái cây cầu nó đang hư hỏng, những con đường đang hư hỏng, làm nên những cái ngôi nhà ở bên cạnh đường, đặt các cái ghè nước ở cái bên cạnh các cái ngôi nhà ấy cho những người nữ hành, người ta đi qua người ta có nước uống. Tức là những cái người này thích làm thiện sự như thế. Rồi 32 người bạn thân của người đấy thấy người này thích đi làm phước, thích đi làm công đức, thích làm việc thiện thì cũng tham gia theo, cho chúng tôi làm với, cho chúng tôi làm với. Rồi một cái nhóm người 32 người ấy, 33 người ấy cùng đi làm những cái thiện nghiệp ở trong cái khu làng ấy. Và cái vị thanh niên ấy tên là Maga. Maga. Và khi mà làm như thế thì dân làng ảnh hưởng bởi cái đạo đức của những vị này. Người ta không có tụ tập cờ bạc rượu chè, không làm những cái chuyện xấu nữa. Cái dân làng ấy trở nên đạo đức hiền hòa, đáng thương, đáng mến. Nhưng mà cái vị trưởng thôn, cái vị trưởng làng ấy thì lại là một cái người buôn rượu. Vì thấy cái nhóm người này từ lúc làm những cái việc tốt thì cái ngôi làng này không còn ai đến uống rượu nữa, không còn ai mua rượu nữa. Cho nên cái ông trưởng làng ông có cái ác ý, ông đi nên ông tâu với vua là ở làng chúng con có một cái bọn phá làng phá nước, nó đi đến đâu nó cũng làm hư hỏng hết đường xá, nó gây nộn gây sự, nhờ vua xử chúng nó. Thế là vua không có suy xét vào bắt chúng nó cho voi đạp chết. Thế là quân lính nhà vua bắt 33 người này đến cho một bầy voi đến để giày xéo. Thì trước khi cái bầy voi này đang chuẩn bị tiến đến thì 33 người này chỉ khởi lên một cái lời phát nguyện chân thật: nếu chúng tôi mà thật sự là những tên cướp thì voi đạp chết chúng tôi, còn nếu chúng tôi không phải là cướp thì voi hãy tránh xa. Chỉ khởi lên cái lời phát nguyện chân thật đấy, cả đàn voi rống lên chạy tán tác hết, không ai dám đến gần. Thì vua thấy hoảng sợ, hoảng loạn, kinh sợ là tại sao cái bọn này nó có cái phép thuật gì mà nó điều phục được voi. Thế lại hỏi là các ngươi có cái chú thuật gì mà điều được voi. Thế là 33 cái người này mới kể ra những công đức mà chúng tôi đã làm như thế như thế, chứ không phải như người trưởng nào. Thì khi mà vua tìm ra sự thật mới biết rằng những người này là những người tốt, liền cho cái thanh niên đứng đầu của nhóm này lên làm trưởng làng, còn bắt cái vị trưởng làng đấy xuống làm nô lệ. Rồi cái vị trưởng làng này sau khi được về xây dựng nên một cái thiện pháp đường, một cái bố thí đường, một cái giảng đường rất rộng lớn ở giữa làng, để cho những người nào muốn nghỉ ngơi đến đấy được nghỉ ngơi, muốn nào muốn được cung cấp vật thực thì đến đấy sẽ có vật thực miễn phí. Người nào thiếu áo y áo đồ ăn khất thực dược phẩm trị bệnh thì hãy đến đấy và các vị ấy làm những cái việc đấy miễn phí cho cái người dân làng người ấy. Và sau khi chết thì cái vị trưởng làng này cùng với 33 người bạn đều sinh về cõi trời tam tập tam thiên. Cái vị trưởng làng ấy trở thành thiên chủ Sakka hiện tại đây. Và 32 người còn lại trở thành phó vương, tức là trở thành những cái vị phó phụ tá cho vị thiên chủ Sakka này. Cho nên cái cõi đấy lúc nào cũng có một cái ngai vàng rực rỡ để ngồi trên, đó là thiên chủ Sakka. Và bên cạnh, ngay bên dưới của vị ấy là 32 cái ngai vàng nhỏ hơn, đó là các vị phó vương. Cho nên ở lúc nào vào chầu ở cái cõi chư thiên đao nơi ấy sẽ thấy 33 vị vua trời, một cái vị lớn nhất là thiên chủ Sakka và 32 vị phó vương cùng ở xung quanh, cùng nhau cai trị, cùng nhau điều hành cái cõi trời đó. Cho nên cái cõi trời đó được gọi là cõi tam thập tam thiên, có những cái lâu đài, có những cái cung điện nguy nga hoành tráng, tráng lệ sáng sủa như thế. Cho nên tôn giả Mục Kiền Liên Mahamoggana mới tán thán là đây là cái công đức của Kosija, của hiền giả Kosija đã làm ở cõi nhân gian. Vì cái cõi trời nó tối thắng, nó thắng như thế. Và thường xuyên ở cái cõi trời này có những cái cuộc chiến tranh giữa chư thiên và Atuna. Thì cái lúc mà thiên chủ Sakka mới sinh về cái cõi trời tam thập tam thiên ấy thì cái cõi trời đao nơi ấy thì chư thiên và Atuna sống chung với nhau. Atuna thì xấu xí, nhưng mà chư thiên thì rất là xinh xắn. Thì vua trời Sakka mới nghĩ là ta không sống, không muốn sống chung với những tên Atuna xấu xa này hay sân hận này,
rồi lúc đấy mới cho Atuna uống say cái cam nộ của chư thiên, dùng bằng cái nước cam nộ của chư thiên giống như là cái rượu nhân gian, uống vào là say ngủ bí tỷ không biết gì nữa. Khi mà các vị Atuna này uống cam nộ say sưa hết rồi thì chư thiên cầm chân các vị ấy quăng xuống chân núi Tu Di, thì ở cái cõi trời Ba Ba trên đỉnh núi Tu Di, các vị ấy quăng các cái vị chư thiên à các vị Atuna xuống chân núi ấy, và tạo ra một cái cõi trời ở đấy cũng lộng lẫy như cõi trời thật. Các vị Atuna khi tỉnh dậy tưởng mình vẫn còn ở cõi trời, nhưng khi cây san hô nó nở hoa thì cái hoa của cái ở cái cõi Atuna nó khác với cái hoa ở cái cõi trời Đao Nợi, thì các Atuna nhận ra mình đã bị lừa, mình đã bị ông già đế thích quăng xuống chân núi rồi. Thế là Atuna kéo quân lên đánh để chiếm lại cõi trời, để chiếm lại cái cây san hô, để chiếm lại cái cam nộ uống vào mà nó say sưa ngất ngây. Tại vì cứ vậy cho nên là cứ hàng năm, cứ mỗi khi đến cái mùa san hô nở là các vị Atuna nhớ đến cái men rượu của cái cam nộ ở cõi chư thiên, nhớ đến cái cây san hô nở hoa rực rỡ ấy, muốn lên để mới kéo quân, mới giấy binh đánh lại cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Cho nên là từ cái cõi trời Đao Nợi này hàng năm vẫn xảy ra một cái cuộc chiến tranh giữa Atuna với các cái vị chư thiên cõi Tam Thập Tam Thiên. Có lúc thì các vị chư thiên thua bỏ chạy, nhưng mà các vị ấy chạy vào trong thành đóng cửa lại, thế là các vị Atuna không săn được để trở về. Có những lúc Atuna thua bỏ chạy, Atuna thua thì chạy về cái cõi Atuna của mình, đóng cửa thành lại là chư thiên cũng thôi trở về. Đánh nhau lộn bậy suốt năm này đến năm khác nhưng không có ai chết, thì toàn đi săn nhau đuổi nhau để dùng bằng cái hình thức hù dọa nhau như thế thôi. Thì đấy là cũng có luôn luôn có xảy ra chiến tranh như vậy giữa chư thiên và Atuna, nên là hai cõi này luôn luôn có xung đột, có xung khắc, có chiến tranh. Rồi.